Không biết ở đây có bạn nào giống như mình không, muốn đi niềng răng, muốn làm đẹp nhưng mà cứ sợ, cứ lăn tăn suy nghĩ, tính đi tính lại rồi lại thôi. Cuối cùng thì hôm nay thì mình cũng chuẩn bị đi gắn attachment để nhận khay đợt 1 và đóng tiền trả góp niềng răng rồi. Nên là đừng có ai bảo là không có tiền niềng răng thì không dám niềng nha. Thực tế thì trước đó thì mình cũng đã đến một vài nơi rồi, họ báo liệu trình tầm 2 năm, giá cũng rẻ hơn nhiều. Nhưng mà suy đi tính lại, cái răng cái tóc là vóc con người, đầu tư thì nên tìm chỗ uy tín, bác sĩ chuyên môn cao mà làm nhở. Răng của mình hiện tại đây cũng bị khớp khểnh, soi gương thì cũng thấy khó chịu với cái nụ cười này lắm luôn rồi đấy. Còn đây là răng mình sẽ thay đổi sau 7 tháng nè. Khi niềng thay trong Invisalign thì mình sẽ được bác sĩ lên kế hoạch điều trị này, răng thay đổi theo từng đợt khay. Khoảnh khắc mà mình gắn attachment, cảm giác như chuẩn bị bước sang một trang mới luôn rồi mọi người ạ. Nó hơi khó tả một chút xíu, lúc đầu đeo khay thì cũng chưa quen, mới đeo thì cũng hơi gượng một chút xíu, cơ mà cũng không thấy khó chịu gì hết đâu mọi người ạ. Lý do quan trọng mà mình quyết định niềng ở nha khoa Paris là ở đây bác sĩ lên liệu trình cho mình rất là nhanh, chỉ khoảng 7 tháng thôi là mình đã niềng xong rồi. Chắc chắn bác sĩ ở đây phải có chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm, chỉnh các ca từ dễ đến khó với thời gian rất là nhanh chóng như thế này. Mà mọi người nhìn thế này thì có ai nghĩ là mình đang nhau niềng không? Trong suốt, nhẹ nhàng, không đau, thuận tiện ăn uống, nói chung là lựa chọn sáng suốt,